Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Cái thời điểm mình làm video này là cái thời điểm mà cũng chỉ còn cách Tết âm lịch có khoảng vài tuần nữa thôi. Đấy, và các bạn cũng biết là chúng ta mua điện thoại là chúng ta sẽ mua điện thoại trước Tết, chứ không đợi đến ngày mùng 1 Tết chúng ta mới đi mua, đúng nào? Đấy, nên chính vì thế, cái thời điểm cuối năm này mình sẽ làm thật là nhiều những video dạng như kiểu là top điện thoại trong tầm giá bao nhiêu tiền để các bạn có thể có được những cái quyết định lựa chọn mua nó chính xác hơn. Đấy, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với top điện thoại trong cái tầm giá từ 2 triệu đến 3 triệu nhé. Cái tầm giá này là cái tầm giá mà mình nghĩ là sẽ nhiều người quan tâm đến nhất. Và hôm nay thì mình sẽ tư vấn hàng chính hãng trước. Tại sao lại là hàng chính hãng? Bởi vì là hàng chính hãng ấy thì nó có thể tiếp cận được tới rất nhiều người, kể cả vùng nông thôn cũng vậy. Đấy, chúng ta mua hàng chính hãng thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn, cũng như là cái chế độ bảo hành của nó thì cũng sẽ yên tâm hơn đó. Trước kia khi chúng ta nhắc đến những điện thoại trong cái tầm giá từ 2 triệu đến 3 triệu thì rất ít sự lựa chọn. Đấy, bây giờ thì cũng không có quá nhiều sự lựa chọn đâu. Và mình cũng chia sẻ thật lòng với các bạn luôn, đấy là nếu chúng ta muốn mua điện thoại mới tinh, mới 100% đấy, và là hàng chính hãng, thì rất khó có sản phẩm nào có thể chơi game tốt được. Đấy là mình nói thật. Đấy, vậy nên là chúng ta mua những điện thoại trong tầm giá từ 2 triệu đến 3 triệu hàng chính hãng mới 100% thì chỉ mang tính chất là mua về sử dụng cơ bản thôi. Đấy, thì mình nghĩ là như thế nó sẽ hợp lý. Và cái sản phẩm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là Redmi 8A. Redmi 8A là mình nghĩ là một sản phẩm mua về sử dụng các tác vụ cơ bản là rất ổn đấy nhá. Con này có một số những cái ưu điểm như này. Thứ nhất, thiết kế của nó mình đánh giá là mức độ hoàn thiện tương đối tốt đối với một sản phẩm giá rẻ. Thứ hai nữa, đó là cái mức giá của nó tại Cellnet bây giờ cũng chỉ rơi vào khoảng 2 triệu 3 mà thôi. 2 triệu 3 nghĩa là chỉ khoảng hơn 2 triệu một tí. Chúng ta sẽ được một sản phẩm với viên pin là 5000 mAh, cực kỳ thoải mái cho các bạn sử dụng, bởi vì là cái màn hình của nó chỉ là 6,2 inch, độ phân giải là HD+. Thêm nữa, đó là RAM của nó thì cũng chỉ là 2GB thôi, nhưng rất may mắn là nó sẽ có bộ nhớ trong tương đối thoải mái, 32GB. Tương đối thoải mái, đây là tương đối thoải mái ở trong cái tầm giá của nó. 32GB là các bạn sử dụng cũng ok rồi. Chip thì là cũng là một cái con chip của Mỹ luôn, chip Snapdragon 439, cũng là ổn ở trong cái tầm giá này chứ, đâu phải là con chip yếu đâu. Đấy, ngoài ra nữa thì nó cũng sẽ có camera sau có độ phân giải là 12 MP, chụp ảnh rõ nét. Ví dụ như bạn là sinh viên chẳng hạn, bạn chụp ảnh bài giảng hay là bạn chụp ảnh văn bản cái thứ thì rõ nét lắm. Chứ còn mình nói luôn, đấy là chụp ảnh đẹp là không có. Đấy, camera trước là 8 MP, cũng đủ để cho bạn có thể chụp ảnh selfie với gia đình và trong dịp Tết ở dưới cái điều kiện đủ sáng. Với cả ngoài ra nữa thì cũng sẽ giúp bạn có thể video call được. Đó là những cái ưu điểm của Redmi 8A. Đấy là còn chưa kể là Redmi 8A là một cái sản phẩm của Xiaomi nữa. Nên là Xiaomi thì cũng đã được định hình là một trong những thương hiệu tương đối tốt của Trung Quốc ở Việt Nam rồi. Nên chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng khi mà mua sản phẩm này. Sản phẩm thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là Nokia 2.3. Ở trong cái video mình mở hộp cái sản phẩm Nokia 2.3 ra ấy, thì mình cũng đã nói cho các bạn đó là đây là một sản phẩm mà nó được hãng cập nhật phần mềm ít nhất là trong vòng khoảng 3 năm. Đây là một điểm rất ấn tượng đối với một sản phẩm có mức giá là khoảng 2.590.000 đồng tại Cellnex. Tất nhiên là đây là mức giá niêm yết của hãng thôi, chứ còn khi các bạn mua hàng tại Cellnex thì các bạn sẽ được tặng pin dự phòng Energizer 15.000 mAh. Nhưng nếu các bạn không nhận pin, các bạn sẽ được trừ tiền nữa. Nghĩa là giá nó cũng chỉ loanh quanh tầm khoảng trên 2 triệu thôi. Chúng ta sẽ được một sản phẩm mà mình đánh giá là cũng là tương đối ổn đấy. Nó cũng sẽ có 2GB RAM. Đấy, giống như là cái con Redmi 8A kia. Bộ nhớ trong cũng tương đối thoải mái trong cái tầm giá, đó là bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình thì cũng được là 6,2 inch, độ phân giải là được là HD+. Nhưng chip thì là chip Helio A22. Con chip này thì tiến trình sản xuất nanomet thì cũng tương đối mới đối với một sản phẩm giá rẻ. Đấy, nhưng mà chip này thì mình đánh giá là cũng ở mức độ bình thường thôi. Pin thì là 4000 mAh, ở mức độ đủ ổn. Và đặc biệt nữa là con này có Bluetooth 5.0. Và nếu mà so sánh sang với Redmi 8A thì nó có một cái điểm nó hơn, đấy là nó có bộ đôi camera kép ở phía sau. Một camera chính có độ phân giải là 13 MP và một camera 2 MP xóa phông. Đấy, đo cảm biến đo chiều sâu đấy. Đấy, và nó sẽ có camera trước là 5 MP ở mức độ gọi là video call thôi. Đấy. Thì đây cũng là một cái sản phẩm mà chúng ta đáng để cân nhắc, đặc biệt là cái thiết kế của nó. Mình đánh giá là thiết kế này là thiết kế được đấy. Được của nó đấy. Đó, và ở trong cái tầm giá của Nokia 2.3 mà lại được bảo hành hỗ trợ cập nhật lâu dài như thế là mình thấy rất ổn. Hỗ trợ cập nhật lâu dài theo hãng công bố là ít nhất là 3 năm, bởi vì nó chạy cũng tương đối thuần Android rồi. Đấy, thì các bạn cũng có thể tham khảo nhé. Sản phẩm tiếp theo mà mình nghĩ rằng là có thể ngon nhất ở trong cái tầm giá từ 2 đến 3 triệu đấy chính là Asus Zenfone Max M2. Cái sản phẩm này thì không phải là Max Pro M2 đâu nhé các bạn nhé, nó chỉ là Max M2 thôi. Thì cái sản phẩm này đang có mức giá niêm yết tại Cellnet là 2.990.000 đồng. Tất nhiên nếu các bạn gọi điện đến thì các bạn cứ thử hỏi xem, là biết đâu nếu không lấy quà thì lại được giảm thêm tí nữa hay sao. Nên tốt nhất cứ cầm lên mà gọi, nhưng mà chắc chắn là dưới 3 triệu cái đã. Thì tất cả mọi thứ nó đều nổi bật hơn rất nhiều so với cả
những cái sản phẩm trước mà mình vừa mới kể ra. Đấy, thì đầu tiên, đây là một sản phẩm có thiết kế bằng kim loại, mặt lưng ở phía sau bằng kim loại luôn, rất ấn tượng ở trong tầm giá. Tiếp theo nữa nào, nó sẽ có RAM là 4GB, gấp đôi so với cả hai sản phẩm là Redmi 8A và Nokia 2.3 mình vừa mới kể trên. Bộ nhớ trong cũng khá thoải mái ở trong cái phân khúc giá rẻ, đó là bộ nhớ trong 32GB. Đấy, màn hình thì là 6,26 inch, độ phân giải là HD+. Nhưng sản phẩm này thì có con chip mạnh hơn rất nhiều so với hai sản phẩm trước. Nó sử dụng con chip Snapdragon 632. 632 mình nói thật luôn, đấy cũng không phải là con chip mạnh, nó cũng chỉ là con chip tầm trung giá rẻ thôi. Nhưng cơ bản là trong cái tầm giá này mà lại có chip 632 là ổn đấy chứ, đúng nào. Thêm nữa nào, nó cũng sẽ có bộ đôi camera kép ở phía sau có độ phân giải là 13MP và 2MP hỗ trợ cho việc chụp ảnh xóa phông. Camera trước là 8MP cũng hỗ trợ cho việc chụp ảnh selfie ở trong điều kiện đủ sáng thôi, hoặc là gọi điện video call. Đấy, ngoài ra nữa thì nó cũng sẽ có viên pin là 4000 mAh. Đấy, cái dòng Max Pro thì là cái dòng mà có pin trâu mà. Đấy, à dòng Max, quên mất, dòng Max chứ đây không phải là dòng Pro. Pro thì phải là pin 5000 cơ. Đấy. Và cũng một điểm rất ấn tượng đấy là với một cái viên pin rất là lớn như thế, nó rơi vào khoảng 4000 mAh mà sản phẩm này chỉ có dày 7,7mm với cả trọng lượng chỉ có 160g thôi. Như thế là những ưu điểm của nó chứ. Rồi, sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là Vsmart Joy 2 Plus, một cái sản phẩm của Việt Nam. Vsmart Joy 2 Plus thì đang có mức giá tại Sellnest là 2.590.000. Và mình cũng nói luôn, đấy là các bạn sẽ được tặng kèm theo một tai nghe an cơ nữa. Nếu các bạn không nhận quà thì nó lại còn rẻ nữa cơ, chắc chỉ tầm khoảng 2 triệu thôi. Thì Vsmart Joy 2 Plus chúng ta sẽ được một sản phẩm với viên pin rất lớn, nó là 4500 mAh. Rồi là Vsmart Joy 2 Plus thì cũng đã có bộ đôi camera kép ở phía sau có độ phân giải là 13 chấm và 5 chấm rồi, nghĩa cải tiến hơn Joy 1 Plus rất là nhiều. Đấy, rồi là có cả camera trước là 8MP nữa. Nó cũng sẽ có màn hình HD+, có bộ như xong là 32GB, có RAM là 2GB. Và thêm một cái điểm nữa đó là con chip của nó cũng là một con chip mình thấy giá là cũng tương đối ở trong cái tầm giá này, đấy là chip 450. Như thế này là mình thấy là cũng gọi là đủ dùng rồi. Còn mình cũng nói luôn nha, tất cả những sản phẩm mình kể trên ra không thể chơi được game nặng đâu. Đấy, cũng chỉ chơi những tựa game trung bình thôi. Temple Run 2, Subway Surfer thì thoải mái. Rồi, sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là Nokia 5.1 Plus. Nokia thì các bạn cũng biết được rồi, bảo hành 18 tháng thì cũng giống nhiều là Xiaomi hay là Vsmart thôi. Đấy, nhưng mà Nokia 5.1 Plus chúng ta sẽ được cái gì đây? Với mức giá là 2.990.000 đồng tại Sellnest, chúng ta sẽ được một sản phẩm chạy con chip Helio P60 luôn. P60 là một con chip mình đánh giá là mạnh đấy, mạnh hơn là 632 của Asus Zenfone Max M2 đấy nhá. Nó sẽ có thể chơi game mức độ đồ họa thấp của Liên Quân được đấy. Đấy, rồi là nó sẽ có RAM 3, bộ nhớ trong 32. Trọng lượng thì cũng vừa phải thôi, 160g. Đấy, màn hình là 5,86 inch, độ phân giải là HD+, cũng tương đối là nhỏ gọn. Đó, rồi là nó sẽ được hỗ trợ cập nhật phần mềm khoảng một vài năm nữa. Có camera kép ở phía sau. Đấy, có camera trước là 8MP, vân vân. Nhưng mà pin thì hơi yếu, pin chỉ là 3060mAh thôi. Nhưng được cái là cái thiết kế này mình đánh giá là thiết kế cũng tương đối ổn đấy. Thì các bạn có thể tham khảo qua Nokia 5.1 Plus nếu muốn một sản phẩm có con chip ổn. Còn cái sản phẩm cuối cùng, nó không phải là smartphone, nó chỉ là feature phone thôi. Đấy chính là Nokia 800 Touch. Cái sản phẩm này thì mình cũng đã có một cái video mở hộp rồi. Đây là một cái chiếc điện thoại mà có cái thiết kế nó rất là hầm hố quân đội. Ngày xưa nếu chúng ta muốn mua những cái sản phẩm kiểu thiết kế như này thì chúng ta phải mua những sản phẩm điện thoại của Sony. Mà các bạn biết là Sony ngày xưa, nếu mà cái thời của mình cách đây khoảng 6-7 năm nhưng mà mua Sony ấy, thì phải bỏ tiền ra cao lắm. Lúc đấy chắc là nó phải rơi vào khoảng mười mấy triệu ấy, 10-12 triệu. Nhưng mà bây giờ mua một sản phẩm của Nokia có thiết kế quân đội hầm hố như này thì nó chỉ rơi vào khoảng 2.490.000 thôi. Đấy. Và với Nokia 800 Top này thì là nó sẽ có một cái cấu hình gọi là mức độ như nào nhỉ? Có thể coi là ổn đối với một sản phẩm không phải là smartphone. Đấy, chip Qualcomm Snapdragon 205 luôn nhá. Đối với cả smartphone là rất yếu, nhưng đối với cả một điện thoại feature phone lại là rất mạnh. RAM thì là 512 MB. Bộ nhớ trong là 4GB. Đấy, trọng lượng thì 161g thì lại là rất nặng đối với một sản phẩm feature phone. Màn hình là 2.4 inch QVGA. Độ phân giải cũng rất thấp, nhưng mà con này có thể phát 4G được cho những sản phẩm khác. Đấy, kiểu như vậy. Thì các bạn có thể tham khảo qua. Và tất cả những sản phẩm mình kể trên thì đều có 2 sim 2 sóng cả. Đó. Rồi, còn các bạn thì các bạn sẽ cảm thấy là cái điện thoại nào trong tầm giá từ 2 đến 3 triệu hàng chính hãng là đáng mua nhất thì cũng có thể để lại comment nhé. Còn cá nhân mình ý, thì nếu mà các bạn có nhiều tiền hơn, nó tầm khoảng 3-4 triệu đi,
thì chúng ta sẽ có rất nhiều những sự lựa chọn. Hôm sau mình sẽ có một video nói về top điện thoại trong tầm giá từ 3 đến 4 triệu hàng chính hãng. Đấy, chúng ta sẽ có Vsmart Live, chúng ta sẽ có Vsmart Active 3, chúng ta sẽ có Redmi Note 7, Redmi Note 8, chúng ta sẽ có, nói chung là nhiều lắm. Nhiều, rồi là Realme 5 các thứ nữa, nhiều nhiều vô cùng luôn. Thì lúc đấy thì chúng ta sẽ có nhiều những sự lựa chọn nó tốt hơn. Đấy, nhưng mà từ 2 đến 3 triệu thì thực ra chỉ có những sự lựa chọn này ở trong phân khúc hàng chính hãng thôi. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.